Thầy chào Sơn nhé. Rồi mời Sơn vào ngồi vào bàn học của chúng ta bắt đầu buổi học nào. Rồi thì buổi hôm trước chúng ta đã ôn tập các phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 rồi đúng không? Vậy thì hôm nay thì chúng ta sẽ học một kiến thức mới, đó là tiền Việt Nam. Sơn đã từng được cầm cái tờ tiền nào? Những tiết học toán online như thế này với các kiến thức xã hội được lồng ghép. Đây là một trong 3 môn học của một chương trình trại hè online cung cấp các kiến thức về công nghệ được thiết kế riêng cho các em nhỏ trong dịp hè đặc biệt này. Một kỳ nghỉ hè trẻ chỉ có thể ở nhà do ảnh hưởng của dịch bệnh. Về cái hình thức dạy trực tuyến này thì mình phải nghiên cứu về soạn những cái slide giúp các con tương tác tốt ở trên cái phần mềm, cũng như là soạn những cái giáo án phải khác biệt so với cả trên lớp. Không chỉ học một thầy một trò, tại các buổi sinh hoạt online, một giáo viên có thể hướng dẫn 2, 3 hoặc 4 đến 5 học viên cùng một lúc. Đây là cơ hội để các em giao lưu, kết nối với các bạn cùng lứa tuổi ở các vùng miền khác nhau. Con đã được làm quen rất nhiều bạn. Các bạn ở đây đều rất thông minh và giỏi, làm ra những sản phẩm rất đẹp ạ. Con được gặp rất nhiều bạn bè mới học, được nhiều bài học và tham gia được nhiều trò chơi ạ. Nếu như vào các dịp hè trước, tham gia vào các trại hè, các em nhỏ có thể trang bị nhiều kỹ năng thực tế. Thì trong thời điểm dịch bệnh này, trại hè STEM Online với nền tảng học online thông minh, hiện đại, các học sinh sẽ được học trực tiếp với giáo viên trong nước và bản ngữ với những phương pháp giảng dạy phù hợp, tăng tương tác hai chiều sẽ giúp các em vừa học vừa chơi, cũng là sự lựa chọn của nhiều phụ huynh. Hôm nay Covid thì đâm ra là các cái offline thì các thứ là không được mở cửa. Đấy, thì cái nhu cầu của nhà mình thì cũng tìm một cái chương trình nào đấy phù hợp thì mình cũng tìm hiểu online. Mà xảy ra dịch thì bên tôi đã một tuần, chúng tôi đã chuyển dịch từ những cái lớp offline thành lớp online, thì cũng vẫn đang chuẩn bị trong tâm thế đấy. Thì và năm 2021 thì cái câu chuyện chuẩn bị nó cũng đã sẵn sàng rồi, thế nên là khi mà bắt đầu tuyển sinh thì cũng phải chia sẻ là phụ huynh cũng đã có tâm thế để cho các con học online rồi, nên cái câu chuyện offline thì tuyển sinh cũng khá là nhiều, và online thì đâu đó những cái học sinh ở các tỉnh xa là phụ huynh cũng đã có biết và cũng tham gia rất là nhiều. Thời gian năm nay thì cái thu hút nhiều là ở các phụ huynh của từ tỉnh xa. Kỳ nghỉ hè của học sinh còn tiếp tục kéo dài đến khi nào có thể sẽ vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào tình hình dịch bệnh. Những trại hè được tổ chức theo hình thức online như thế này phần nào đã đáp ứng được nhu cầu của trẻ và nhiều bậc phụ huynh. Tuy nhiên, cần đổi mới và hoàn thiện hơn phương pháp giáo dục online để các em hào hứng hơn, và thực sự những trại hè như thế này cũng sẽ phát huy được giá trị tích cực, bổ sung kiến thức, trang bị kỹ năng cho các em.